cân bằng cuộc sống, biết cách ưu tiên công việc. Đã bao giờ bạn phát cáu lên bởi hàng tá áp lực đè nặng lên vai? Bạn chưa thể cân bằng cuộc sống của mình, mặc dù đã thử nhiều cách. Dưới đây là những cách giúp cân bằng cuộc sống mà tôi, bạn và còn nhiều người nữa đang đau đầu tìm lời giải đáp. Tôi đã có 4 người con, 3 trai và 1 gái. Cậu lớn nhất 8 tuổi, cậu thứ 2 5 tuổi, cậu thứ 3 2 tuổi và cô con gái út 2 tuần tuổi. Tôi đang điều hành Yodi với gần 50 cửa hàng trên toàn quốc và cũng gặp nhiều khó khăn khi vừa muốn làm việc tốt, vừa có thời gian dạy con, có thời gian chơi với con, có thời gian dành cho các đối tác, bạn bè. Cả một thời gian dài, nhà chúng tôi còn không có người giúp việc. Vì thế, tôi thường xuyên phải trông các con hàng ngày. Nhiều lúc cũng thấy áp lực và mệt mỏi khi chưa thể cân bằng cuộc sống giữa công việc và việc chăm sóc con cái. Nhưng rồi, tôi cũng tìm ra phương pháp giúp cân bằng lại cuộc sống. Nhờ đó, cuộc sống gia đình hạnh phúc, công việc thuận lợi. Mỗi sáng ngủ dậy, tôi phải gọi 3 cậu dậy để đi học, thay bỉm, rửa đít cho cậu thứ 3, giúp cậu thứ 2 và cậu thứ 3 chuẩn bị quần áo, ba lô để đi ra xe đi học, cho cậu lớn ăn sáng rồi đưa cậu cả đi học. Sau đó, tôi đến công ty và thường có mặt tại công ty lúc 7 giờ sáng. Các cậu bé nhà tôi, mặc dù tuổi sát nhau nhưng rất ít khi đánh nhau. Chúng đoàn kết, tự lập, biết chia sẻ, yêu thương nhau. Tôi xin chia sẻ một số kinh nghiệm và trải nghiệm cá nhân của mình. Có thể nó phù hợp hoặc không phù hợp với bạn. Nếu bạn thấy phù hợp, hãy nghe và thử. Không phù hợp thì không nghe, không tranh cãi đúng sai. Cảm ơn các bạn. Để cân bằng cuộc sống, trước tiên hãy xác định xem điều gì là thực sự quan trọng với mình. Khi tôi hỏi mọi người điều gì là quan trọng đối với bạn, thì phần lớn mọi người đều trả lời gia đình và sức khỏe. Tôi hỏi, vậy bạn dành bao nhiêu thời gian cho việc này? Thì phần lớn lại là sau khi làm hết những việc khác, thời gian còn lại sẽ dành cho hai việc này. Như vậy, thứ mà chúng ta cho là quan trọng lại chưa nhất quán với cách chúng ta dành thời gian. Chúng ta hay nhầm tưởng rằng lúc còn trẻ phải ưu tiên sự nghiệp, phải hy sinh gia đình và sức khỏe vì sự nghiệp. Hãy nhớ rằng chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống. Con cái của chúng ta chỉ có một lần ở thời điểm 2 tuổi, 3 tuổi, 5 tuổi. Chúng ta sẽ bỏ lỡ quãng thời gian tốt đẹp và hạnh phúc nhất cuộc đời. Đó là chứng kiến các con lớn lên từng ngày, nói chuyện, chơi cùng, cảm nhận tình yêu thương của các con. Sự thật là chúng ta không cần phải lựa chọn một trong các thứ đó. Chúng ta có thể chọn tất cả. Điều thực sự quan trọng là điều sẽ giúp chúng ta có cuộc sống hạnh phúc hơn. Để tìm được ra những việc quan trọng, hãy trả lời hai câu hỏi. Nếu câu trả lời là yes, yes, thì chúc mừng bạn. Những việc bạn làm ngày hôm nay, bạn có thấy thích thú hay đam mê với nó không? Những việc bạn làm hôm nay có ý nghĩa với tương lai của bạn không? Còn nếu câu trả lời là no, no hoặc no, yes, chúng ta cần xem lại. Có hai cách. Một là thay đổi việc làm trong ngày để nói yes. Hoặc nếu việc đó có ý nghĩa trong tương lai nhưng bạn chưa thích trong hiện tại, bạn có thể học cách để yêu thích nó. Ví dụ, việc bạn trông con, dạy con của mình. Việc xác định này nên hai vợ chồng cùng làm. Đây là cách giúp bạn cân bằng cuộc sống, không lãng phí thời gian. Cuộc sống cân bằng hơn nếu bạn biết sắp xếp thời gian, ưu tiên cho những việc quan trọng. Sau khi xác định thứ gì thực sự quan trọng đối với chúng ta rồi, thì chúng ta xác định thời gian dành cho chúng. Trước kia, tôi cũng dành phần lớn thời gian cho công việc. Sau giờ làm, tôi bắt đầu đi giao lưu, nhậu nhẹt. Thời gian này diễn ra trong vài năm. Tôi ít có thời gian dành cho vợ con. Tôi cảm thấy tình cảm và không khí gia đình rất hay nặng nề. Có nhiều lúc không hài lòng cũng chẳng ai nói với ai. Tôi tự nghĩ, mình làm tất cả là vì gia đình. Làm việc vì gia đình, xây dựng mối quan hệ là vì gia đình. Nhậu nhẹt cũng mệt mỏi lắm, cũng vì gia đình. Có những thời gian, cả tuần tôi đi từ sáng đến đêm, còn chả nhìn thấy mặt con. Tôi cũng rất ngại từ chối khi có ai đó mời đi nhậu. Tôi cũng ngại từ chối khi được mời rượu, thậm chí còn đi mời mọi người.
Mỗi sáng ngủ dậy, sau một trận nhậu, tôi lại thấy trống rỗng. Nhiều lúc đặt câu hỏi, mình đang sống vì điều gì? Có những người bạn mới là doanh nhân. Sau các cuộc nhậu, tôi có liên lạc lại, nhưng họ còn chưa nhớ ra tôi là ai. Rồi cũng có nhiều việc không mong muốn đến với gia đình tôi khi tôi không dành thời gian và tâm trí. Tôi nhận ra mình cần dành nhiều thời gian hơn cho gia đình nhỏ bé của mình. Tôi quyết định, thời gian từ 6 giờ tối trở ra là dành cho gia đình. Một tuần sẽ cho gia đình đi chơi một lần, về nhà ông bà một lần. Mỗi ngày sẽ dành ít nhất 1 giờ để chơi cùng con. 2 tháng một lần sẽ cho cả nhà đi chơi xa. 2 tuần một lần cả nhà sẽ đi hiệu sách. 1 tuần đi xem phim một lần. Khi tôi quyết định điều này, rất khó khăn để thực hiện chúng, vì tôi còn cần thời gian cho sự nghiệp, các mối quan hệ, giải trí, phát triển bản thân, cống hiến. Nhà tôi ở riêng, không ở cùng ông bà nội và ông bà ngoại. Vì vậy, chúng tôi cần tự lo liệu và sắp xếp mọi thứ trong gia đình nhỏ của mình. Khi chúng tôi có 3 cậu con trai, chúng tôi cũng không sử dụng người giúp việc. Và tôi thật sự khó khăn trong việc phải sắp xếp những thứ này. Nhưng khi nguồn lực thiếu, lại là lúc sáng tạo thăng hoa. Tôi đã tìm ra cách để làm được việc này. Bạn sẽ nghe tiếp trong phần sau. Hai cách trên đã giúp tôi cân bằng cuộc sống hơn. Giờ đây, tôi muốn chia sẻ điều đó với bạn.